dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh lang thang đường phố thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục lên án những kẻ mà mượn danh ủng hộ hồng loan để gọi là chia rẽ tình anh em của hồng loan à, thì nhân vật mà em muốn nói đến trong video này là nằm trong cái bộ gọi là ngũ quỷ <laughs> ngũ quỷ nha mọi người chứ không còn bộ ba tam sơn gì nữa lên năm luôn rồi ngũ quỷ rồi đó đó là một người rất là lớn tuổi đó là bà thái dương ha bởi vì à, trong những video trước thì rất là nhiều à, bình luận à, kêu em nói về bà Thái Dương này à, một chút đi đó, thì em chưa có làm thì trong video này em sẽ làm bởi vì ngày hôm qua khi mà em lên một clip à, nói về à, bộ ba tâm Sơn à, lúc đó chưa có ngủ quỷ nha thì à, rất là nhiều khán giả vào bình luận nói là bà Thái Dương này là bà đang chia rẽ à, tình anh em của Hồng Loan đúng không trong đó thì à, người mà bà gọi là à, nhắc đến À, tuy không có nói tên nhưng mà nhiều người khán giả Ai mà ủng hộ Hồng Loan Ngay từ những ngày đầu đều nhận ra Đó là Mỹ Mỹ và Bùm Bùm Đó Mỹ Mỹ và Bùm Bùm nha Thì sau khi có những cái bình luận Rất là nhiều bình luận nói về bà này Thì mình cũng chưa tin đâu mọi người Bởi vì bà là một người ủng hộ Hồng Loan mà Tại sao bà phải gọi là Là là, là chia rẽ tình anh em của những người đó Đúng không Tại sao chia rẽ tình anh em của Hồng Loan đó Tình gọi là gia đình anh em người ta Thì mình có vào cũng 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 tò mò vào trang để xem thì à, thật sự là có thật đó và mình cũng không hiểu sao khi mà bà này mở miệng ra lúc nào gọi là cũng ủng hộ hồng loan nha gọi là nhưng mà tại sao gọi là chia rẽ tình anh em người ta đó trong cái đoạn video bà ta có nói là để cho gọi là những cái người đó ở trong nhà thì sau này biết đâu là 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 lại là, 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 còn hơn bà sáu với lại bé Ve nữa thì tôi thật sự là tôi không biết là bà này bà đang ủng hộ hồng loan là ủng hộ cái gì ủng hộ cái gì vậy mọi người Tôi nói là người ngoài cỡ nào cũng không hơn bằng được anh em trong nhà đâu đó, anh em trong nhà lúc mà gọi là hoạn nạn mới thấy nha, mới mới gọi là thấu hiểu được đó còn người ngoài thì thật sự là họ cũng không có giúp mình được nhiều bằng anh em ngoài đâu nhưng mà ngược lại đối với bà thái dương này thì dường như là bà muốn gọi là chia rẽ à, tình cảm của anh em à, bà nói là không nên làm ăn chung với lại à, người thân à, người nhà đó rất là khó xử ủa tôi nghĩ là một con người mà sống tình cảm như hồng loan á khi mà thấy gọi là những đứa em mình hay là những người anh mình hay là những người 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 bà con với mình khó khăn thì khi mà hồng loan đã tạo được một cái hình tượng tốt uh, trong lòng khán giả thì rất là dễ bán hàng đó không nhiều người ủng hộ thì lôi kéo luôn những cái người mà khó khăn của anh em mình vào là mình giúp đỡ với nhau là cái điều này cái điều tốt chứ tôi chưa thấy một cái điều xấu gì trong này qua cái bài bà miệng của bà thái dương là dường như là những cái người như là bùm bùm hay là mỹ mỹ là đang có ý đồ gì với hồng loan cả à đó qua cái miệng bảo là tôi thấy là xấu kỳ ta ủa mà mở miệng ra bụng họ hồng lôn mà xấu kỳ vậy đó xin sao chia ghẻ tình anh em của người ta trời ơi tôi có không hiếu tôi cũng, không hiểu, tôi cũng không biết là bà thái dương này bà đang suy nghĩ cái gì trong đầu bà mà bà lên mạng bà lại nói những cái từ đó đó không bà nói là không nên làm ăn chung với người nhà biết đâu sau này tụi nó, nó nó gọi là đang dẫn thằng nào về đó sau này chiếm luôn cái nhà trời ơi tôi nghe ra cái giọng điệu này thì thì tôi không thấy là bà không khác gì bà sáu á đó, thiệt cái, cái những cái lời nói bà thì tôi thấy là bà nên là, là, là về phe bà sáu là hợp lý hơn, đó, cái bộ uh, ngũ quỷ của bà nên về phe bà sáu luôn đi, không cho người ta dễ tính, dễ tính công chuyện, đó chứ đó mà mà lập lửng chính giữa chừng muốn làm trung tâm vũ trụ hay gì, đó muốn làm trung tâm vũ trụ mọi người nhưng mà rất là dở nhưng mà không thành công rồi sau khi mà đưa luật sư không vào được thì không thành công rồi mất rồi <laughs> quê rồi đó thiệt chứ hồi tối hôm qua tôi coi bà 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 lai like cái mặt bà rồi là, 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 rất là căng nha đúng không nhưng cố tình những cái nụ cười gượng gạo <cười> chứ quê lắm mọi người quê một cột quê một đống quê một đống luôn đó, quê lắm đó. chứ không phải là bình thường đâu thì sau khi mà tôi xem cái bài đăng đó thì tôi lướt xuống sau khi mà tôi xem cái đoạn clip mà của người ta cắt lại đó trong cái đường like của bà đó thì lướt xuống này có một cái bình luận cũng khá là hay nè mọi người để em chia sẻ cho mọi người nha à, ha ha quá trời cái nết của chị thái dương ăn không được thì phá cho hôi bên vật hồng loan ủng hộ hồng loan vì mà tối ngày bưới móc chuyện nhà hồng loan anh em hồng loan làm gì còn mẻ mà lên suy si đoán còn hơn thần cơ diệu toán lưu bá ôn chọc mấy anh em người ta cái mỏ Mỹ Mỹ cũng không vừa đâu, nó vả lại cho mang nhục đó bà Thái Dương ơi. Vô duyên hết chỗ nói rồi, chưa một lần gặp mặt, coi người ta trên mạng không mà nói như đúng rồi. Tự nhiên kêu anh em người ta dành ăn, đòi bán nhà, chắc tụi nó khùng hết rồi hả con mẹ Thái dúi. Chắc Hồng Loan nó ngu, nó nghe lời bà bán hả mẹ? Trời ơi, hết chuyện nói. À, rồi thì dẹp mẹ kênh YouTube đi đừng nói nữa bà cố nội ơi <laughs> một cái bình luận thật sự là <laughs> khá là hài hước hài hước thì cũng có nhưng mà cái độ gọi là sát thương nó gây trong cái bình luận này gây cho bà gọi là thái dương này khá là cao nha đó tự nhiên gọi là ủng hộ hồng loan mà lên gọi là chọc mấy anh em người ta rồi rồi nói anh em người ta kêu hồng loan bán nhà cho, <laughs> cho, mấy người này đi ủa cái gì kỳ vậy bà còn nói là sau khi bán nhà còn nữa là để đem bàn thờ đi chỗ khác khờ cũng được mà ủa là sao ta những cái khán giả ủng hộ hồng loan có thể hiểu được bà này đang nói cái gì không ạ à? đó chứ tôi là tôi thua rồi đó tôi là tôi thua rồi đó lúc đầu lên phân tích hồng loan thương dữ lắm mà nói chuyện còn kiểu rưng rưng nước mắt nữa giờ kỳ dị trở mặt nhanh dị đó thì lúc đầu rồi bình luận ra là cố tình tạo lấy cái lấy cái tình thương của mọi người là của hồng loan đó đó chứ để được cái sự yêu thương của mọi người à, được cái những người ủng hộ hồng loan yêu thương bả nên bả cố tình tạo ra những cái người đó hay là tạo ra một cái cảm xúc làm như là mình tội là như là uh, tôi là tội nghiệp nhỏ đó lắm tôi tội nghiệp hồng loan này kia lắm bà tội nghiệp kiểu gì mà ngày hôm nay bà chọc mấy anh em người ta cho anh em người ta gây ra hiểu lầm hả gì hả cho anh em người ta gây ra hiểu lầm đúng không đó bà nghe rồi đó cái mỏ mì mỹ cũng không vừa đâu lên nó vả cho. <laughs> lên nó vả cho tôi đang hóng cái clip hiện Mỹ đáp trả lại bà Thái Dương này nè. Đó tôi đang hóng nha. Đó tự nhiên anh em người ta đang gọi là đang gọi là rất im xui, rất là hạnh phúc, rất là hòa đồng. Mà qua cái miệng bà này chút xíu là anh em tao muốn gọi là là, là, là bem nhau luôn à. Ủa kỳ vậy ta, ủng hộ luôn mà kỳ vậy? Hả? Chừng nào bà nhận thấy Mỹ Mỹ hay là bùm bùm có những cái đồ xấu dòng hồng lon á thì lúc đó bà hãy lên tiếng. Cái này người ta chưa có cái gì cả, chưa có cái gì đó không, không, có, không có làm gì luôn. Ờ à, cái tự nhiên cái bà lên bắt em ta ủa kỳ ta ồ cái câu chuyện này tôi khó hiểu quá tôi khó tin lắm à đó, nhưng mà cũng phải tin đâu mọi người bởi vì chính miệng bà này nói mà đúng không chính miệng bà thái dương bà nói rồi đó chứ đâu phải là tôi bịa chuyện ra đâu tôi không có bị chuyện à chính miệng bà thái dương bà nói ra đó tôi mới ngồi đây tôi nói thôi chứ tôi không bị chuyện ra tôi không rảnh đâu đi bị chuyện câu chuyện này ủng hộ lon gì mà đi chọc mấy gia đình anh em ta rồi nói kêu hồng loan bán nhà cho cho mỹ mỹ hay bùng gì đi rồi mình dọn đi chỗ khác mình thờ ủa là sao Bà 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 chửi xiên xỏ đúng không? Bà đang chửi xiên xỏ Hồng loan đó mọi người. Đó những ai gọi là, là, là nghe cái câu chuyện là thấy biết à. Tôi nói rồi những người này ủng hộ cái gì họ không đạt được mục đích của họ thì sẽ lòi ra cái bản chất thật của mình. Đúng không? Không ủng ủng hộ nhưng mà chúng mày đi giấy, đúng không? Ở đây những người yêu quý Hồng loan này người ta cũng đều nhạy sẽ nhận ra được thôi. Bà ủng hộ người ta nhưng mà bà đang gọi là làm cho anh em tình cảm anh em người ta xích mích đúng không? để cho bà đạt được mục đích chứ gì, đúng không? Ngày trước thì khen Mỹ, Mỹ hết lời khen anh em thương yêu nhau, đoàn kết, có học thức giờ nói không ra gì. Không ngờ bà mặt trời này à, trở mặt nhanh như bánh tráng, không biết ngượng luôn. À, <laughs> Đó thì tôi cũng không không hiểu làm sao mà lúc trước bà khen anh em người ta <laughs> khen gọi là mỹ mỹ rồi à, là khen mỹ mỹ rồi à, là khen cho bùm bum hết lời ông nói là có học thức có này có kia rồi giờ quay lại tự nhiên anh em người ta không có làm gì hết trơn không anh em người ta đang gọi là yên bình hòa thuận với nhau không có một tiếng gây gỗ không một có cái một cái nào mà hiểu lầm nhau cả đó không nhưng mà khi vừa qua miệng cái bà này là thấy là anh em người ta sắp bem nhau luôn rồi ủa kỳ vậy chọc ngoáy vô anh em người ta đó tôi nói rồi tôi nói với quý vị rồi tôi nói rất là nhiều rồi tôi nói từ những cái clip đầu tiên là em nói với, với mọi người rồi kể từ khi mà thám tử cao nó em thằng chí cảnh đúng không là em thấy là một cái điều gì đó nó nó, nó kỳ kỳ ở đây rồi đúng không xong rồi chưa đâu rồi tới võ việt băng rồi tới lọc vườn cây ô oh, sao kỳ ta toàn là những người thân cận của hồng loan thì ngày hôm nay tới bà nội này báo quốc vô luôn bùm bùm với mỹ mỹ rồi còn cái gì nữa còn cái gì nữa mọi người? đó tôi nói không sai, nó sẽ chia rẽ từ 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 những người bên cạnh hồng loan. đó không? nếu những người đó không được tỉnh táo như là mỹ mỹ hay Bùm bồ hiện tại là sẽ hiểu sai về hồng loan liền. nhưng ở đây người ta rất là tỉnh táo, anh em người ta người ta hiểu tính nhau, đó không? bà thái dương bỏ cái ý đồ này đi, bỏ cái ý đồ này đi bà, ơi. bỏ bỏ ngay theo bộ gọi là bộ ngũ quỷ của bà nên bỏ ngay cái ý đồ gọi là chia rẽ anh em ta, chia rẽ những người bên thân cận của hồng loan. Yeah, bỏ đi chứ đừng có không có đạt được mục đích của mình đâu tôi thấy là hiện tại là không có đạt được rồi đó không những cái người mà gọi là trong các cái hội nhóm ủng hộ hồng loan người ta đều gọi là, là, là lên án cực gắt à, bà thế dương khi mà bà có những cái phát ngôn gọi là muốn chia rẽ tình anh em đó, chia rẽ những cái tình anh em người ta đang đồng kết người ta đang giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn giúp đỡ nhau để phát triển hơn từ những ngày đầu thì mỹ mỹ và bùm bùm cũng đã giúp đỡ cho hồng loan đó bên cạnh hồng loan đó không bà chứ bà đâu có bên cạnh hồng loan không bộ ngũ quỷ của bà có ai bên cạnh hồng loan đâu không có đó toàn là gia đình người ta không à đó bà tôi cái bộ ngũ quỷ này chỉ có lên mạng để rồi kiếm tiền thôi đó lên mạng để kiếm tiền thôi nhưng mà à, binh vực hồng loan thì nhận được nhiều cái sự mà gọi là à, quan tâm và ủng hộ nhiều hơn cái bọn dê thôi đó chứ mà bây giờ bà lên bà chia rẽ bà thấy không những cái gọi là bình luận này thật sự là tôi thấy tôi đọc tôi khá là đau lòng luôn đó Mỹ Mỹ nên có một cái gì đó lên tiếng nói về cái bà này Đừng có để gọi là nội bộ mà mình xào sáo nữa lại sập bảy của tụi nó liền. Đó nha. Yeah. Sập bảy của tụi nó liền, tụi nó bắt đầu chia rẽ rồi. Mọi người bây giờ mọi người sâu chuỗi lại đi. Sâu chuỗi lại đi, từ ngày em nói đó, sâu chuỗi lại. Đó, bởi vì cái nói chung là mấy YouTube mà ngồi ở nhà như là, là thám tử cao là Trang Vina Na là bà Thái Dương này tôi không có lạ gì đó. Tôi không có lạ gì với phong cách làm việc của tụi này cả không có không có lạ lẫm gì đâu đó ăn không được thì phá cho hôi luôn à đạp đổ luôn à <laughs> quay xe lại giờ tố cáo nhau giờ nè đó mọi người chờ đi đó Rồi, tiếp theo nè mọi người à, trang vina bây giờ mới chịu hiểu uh, sâu điều họ muốn chưa chắc là như ý mình muốn bởi người ta nói thích bởi người ta nói thì thích làm trung tâm vũ trụ nên mới muốn theo ý mình sai cơ bản thiếu tôn trọng nhân vật chính phải chờ đó phải chờ thôi <laughs> đó gọi là muốn gọi là làm trung tâm vũ trụ nhưng mà sai ở cái cơ bản đó là thiếu tôn trọng nhân vật chính đó thiếu tôn trọng nhân vật chính rõ ràng họ không tôn trọng Hồng Long khi mà họ à, ra một cái à, một cái điều kiện đó, đó là bắt buộc là Hồng Long phải liên hệ với ông luật sư mà họ đã đưa ra đó trước ngày 20 tháng 3 đó thì bữa nay 22 rồi, <laughs> bữa nay 22 rồi <laughs> vẫn chưa có gì nhưng mà bà Thái Dương bảo vẫn lên, bà vẫn lên bà cho rằng là biết đâu chừng Hồng Loan đã âm thầm liên hệ với luật sư của chúng tôi để gọi là làm việc mà không muốn công bố lên mạng trời ơi là chèn <laughs> có chắc có cho bà ham chắc có cho bà mừng Yeah. không có đâu bà ơi trời ơi không có đâu đừng có mừng rồi tôi nghe nói là bà lên bà hù là ai đụng tới bà là toan hả toan cái gì vậy chàng tôi không biết là toan cái gì vậy đây chàng ơi là chàng bớt ảo tưởng sức mạnh đi má bớt muốn làm trung tâm vũ trụ đi mấy má ơi Đó không xàm nách đó anh em người ta tự nhiên anh em người ta đang hòa độc đang vui vẻ đang giúp đỡ nhau đang gọi là uh, cùng nhau uh, kéo nhau lên mà tự nhiên bà vô bà đâm vô bà, bà thọt vô đó, bà thọt vô bà chia rẽ anh em ta đó như vậy hỏi mọi người là ở đây ai mà không bức xúc đúng cái câu chuyện gì bà nói phải có một cái bằng chứng một cái gì đó cái đã tự nhiên bà nói bùm bùm hay là là là, là mỹ mỹ rồi sau này rồi sẽ gọi là gì nữa còn hơn bà sáu nữa đó chèn ơi <laughs> Tôi không biết là bà nhận được cái cái, cái cái một cái phản thù lao nào ở bên bà sáu hay không mà bà có những cái phát ngôn gọi là không thể nào mà chấp nhận được mọi người, khi mà nghe không có chấp nhận được đâu. Đó tôi nghe là tôi không chấp nhận được đó, nên nên mới có cái clip này. Đó thì thật sự là một người nếu mà ủng hộ Hồng Loan thì người ta không có những cái phát ngôn giống như bà này đâu. Đúng không? Bà này cái phát ngôn của bà là mục đích là lại lại gì mọi người? Mọi người nghe chắc mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Mục đích là chia rẽ nội bộ. Đúng không? Sau khi mà gọi là cái vấn đề của ông luật sư gọi là không được chấp thuận thì họ bắt đầu gọi là chia rẽ nội bộ rồi đó, chia rẽ nội bộ rồi đó chứ quay trở lại cái vấn đề của luật sư tôi không biết luật sư gì mà là lúc ban đầu thì làm thì làm mẹ đi đó không làm cái chảnh trẻ à không làm thôi nghỉ ngưng không làm rồi tự nhiên xin quay trở lại ai đâu mà chấp thuận ai đâu mà chấp nhận chấp nhận rồi quay trở lại rồi mai mốt rồi ông vui thì không làm ông buồn không đi nữa thì sao nó bỏ người ta bơi dơ với cây cầu dừa hay gì dễ gì chấp thuận không chấp thuận là đúng hợp lý đó, không chấp thuận là 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 một cái quyết định rất là sáng suốt, rất là chính xác cho đến thời điểm hiện tại nha. Đó, cho đến thời điểm hiện tại thì thấy rất là chính xác rồi. mũ thái dương và cái 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 nhóm ngũ quỷ này thì sắp gọi là lộ mặt rồi mọi người, lộ dần dần rồi. Nhưng mà có nhiều người chưa nhận ra, có nhiều người vẫn tin họ. Thì ok, thì cứ tin thôi. Ai nói đúng thì tin thôi. Nhưng mà tin thì cũng phải suy nghĩ lại một cái vấn đề. Đó là tại sao mở miệng ra ủng hộ là hồng loan. Uh, ủng hộ này ủng hộ nọ mà tại sao lại đâm thọt anh em người ta đó trong khi đó trước đây mình cũng đã khen uh, mỹ mỹ bùm bùm rồi những người có học thức những người có trí thức ổng ở bên hồng loan rất là tốt này kia tại sao bây giờ mình nói vậy trong khi đó người ta đâu có làm gì đâu mỹ mỹ và bùm bùm chưa có một cái biểu hiện gì để gọi là uh, xấu với hồng loan cả đó xấu với hồng loan cả không có hồng loan già cái đầu rồi đủ gọi là đủ biết ai tốt ai xấu mà không có phải vì một cái lời nói của bà một cái bà youtube gọi là du, du danh để gọi là người ta thay đổi cái quyết định người ta để người ta xích mích tình anh em của người ta à, đó nên bà và đồng bọn của mình bớt lại bớt lại đi bớt đâm thọt đi đâm thọt đó đâm bị thóc thọc bị gạo đi bớt lại đi đó không tốt cho sức khỏe đâu đó khán giả bây giờ tẩy chay gần hết rồi đúng, bọn này bây giờ chuẩn bị đối meo mỏ rồi đối thối mồm rồi đó nhảy qua trương mỹ lan là vừa rồi đó đi qua ảnh đi đi qua ảnh nó dốc kiếm tiền tiếp đi chứ giờ bên này ai đâu tin nữa hết tin rồi nó càng ngày càng làm quá lố đó không mình là chỉ là một youtube mình có tiếng nói ủng hộ thôi đó chúng chứ mình không phải là cơ quan chức năng hay là một cái gọi là, là thần cơ diệu toán nào diệu đoán nào mà đón cho người ta đó người ta tốt hay xấu anh chị em trong nhà người ta tự biết đó đừng có xen vào đừng có gọi là gây uh, xáo trộn cái nội bộ nữa đó không đôi lời khuyên thật đến uh, cô thái dương nha cô thái dương à, rồi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người nha đã chia sẻ và ủng hộ cho kênh lang thang đường phố hẹn gặp lại uh, tất cả cô anh chị trong video tiếp theo nha rồi bye bye mọi người nha.